Good evening. Yes. Hello. How are you? How are you? How are you? Okay. What did you do today? What did you do today? And what did you do today? Today? Can you listen? What did you do today? Today? Con nghe rõ câu hỏi của cô không? Hi. I What did you do? Mình làm những gì mình kể cho cô nghe nào. What did you do? Học bài nè. Nói tiếng Anh chứ. Cái này từ đây mình học hết rồi mà. Học bài là Now, what did you do today? I got up at 4. Chia về quá khứ cho cô hết đi. I got up at what time? Bây giờ? 6 o'clock. What time did you have breakfast? What time did you have breakfast? What time did you have breakfast? I had breakfast. Không được. What time did you have breakfast? Thì gì đây? Quá khứ. I have là hiện tại, quá khứ cơ. I had. Con nhìn thấy màn hình có biết không? I had. Mình phải lùi về chứ. Hồi nãy cô hỏi con là mấy giờ con đã ăn sáng, thì lúc đấy mình phải trời là con đã ăn sáng vào lúc đã ăn sáng nha. I had breakfast at 7 o'clock. What time did you do homework? What time did you do homework? What time did you do homework? I Hi. What time did you do homework? Yes. What time? I study
Đủ chưa? I studied. Hoặc là I did my homework. At rồi nhớ nha, khi mà cô hỏi về những gì đã xảy ra thì mình phải dùng gì đây, thì gì? Rồi I get up thành I got up. I have thành gì? I have thành ai gì? Studied. I have nè. Thành ai gì đây? Thành I had. Nè, thành lưu ý cho cô này, từ này là từ have. Từ này là từ has. Từ này là từ had. Nha, hai cái từ này, hai từ đầu này nè, đó là dùng cho là gì? Là dùng cho thì nào, hiện tại hay là quá khứ? Hiện tại. Còn nếu là I have thì sẽ dùng cho thì gì? Quá khứ. Đúng rồi, quá khứ. Nhớ chưa? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài chủ đề có tên là What's the matter with you? Mình sẽ hỏi thăm nhau về sức khỏe của nhau. Đầu tiên chúng ta, first one, we have to learn about the part of the human body. Chúng ta sẽ học về những cái phần trên cơ thể người trước. Next one, asking and answering questions about common health problems. Sau đó chúng ta sẽ hỏi thăm nhau. How to use shouldn't. Chúng ta sẽ sử dụng học về cách sử dụng nên và không nên làm lời khuyên. Và cuối cùng chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên liên quan đến sức khỏe nha. The first one, parts of the body, a part of the human body. Yes. This one. Body dễ mà. Vậy thì có gì con tự đọc cho cô được không nè? Hand. Sai rồi. Hand là sai. Tự nhiên. Hand. Cô bây giờ có chỉ cái nào đọc cái đấy nè. Hand. Cái này cơ. Cái đó là tóc. Rồi, vậy thì cô chỉ vào đây nè. Hand. No, sai. Vậy là đọc sai rồi. Đọc nó có đúng đâu. Không đúng. Cái đồng là hand. Hand. Hand là cái gì? Không có, trên người không có một cái nào gọi là hand cả. Nhớ lại xem nào. Head. Yeah, nó âm the head. Head. Đó, chứ có phải là hand đâu. Now, next one. Thành. Mouth. Okay. Forehead. Forehead. Nào, đánh vần cái chữ for nào. Forehead. F-O-U-R. No, F-O-R-E. F-O-R-E. Forehead. F-O-R-E. Yes. Forehead, F-O-R-E-H-E-A-D. Nhớ cái từ nó phát âm vậy mà. Now, next one. Lips. Lip.
Liệu môi. Con phải đọc môi chứ. Cô đâu có bảo con đọc tiếng Việt đâu. Lip. 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 Hair. 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 Cong lưỡi lên nào. Hair. 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 Cái nào. Tooth. 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 Tooth là mấy cái răng? Tooth. Một cái răng, còn nhiều cái răng mình gọi là teeth. 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 Rồi, tiếp theo đến cái này. No, this one. In mouth. Mm. In the mouth này. Cái mắt là cái môi chứ. Không, cái mắt là cái mắt chứ. Ai, đúng rồi. Con này. Neck. Neck. Không phải neck. Neck. Rất là biết đọc. Rất là biết đọc. Cái hết trơn luôn. Neck. Neck. Rồi, đây mới là hand. Không phải hand luôn nha. Hand. 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 Arm. 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 Arm là như thế nào? Là quên cái phần này luôn nè. Có phải giơ cái cánh tay ra nè. Cái phần này nè. Arms. Như này là hand. Cái này là hand. Leg. Cô không sợ chân lên được. Nhưng mà leg là nguyên cái chân của con luôn. Leg. Leg. Yeah. Show me your leg. Thế còn cái dưới cùng của cái leg là gì? Cái phần dưới cùng của cái leg đó, cái bàn chân đó. Foot. Và nhớ cho cô này, một cái chân thì là foot, nhưng mà hai cái chân là mình sẽ có từ feet. Feet. Đó, giống như là thút thánh. Teeth, tooth, teeth. Một cái chân là foot, hai cái chân là feet. Rồi, Thành ơi, cô sẽ cho con. Ừ, nó vậy đó. Bây giờ Thành, cô sẽ cho con 2 phút. Con sẽ ghi nhớ và sau đó cô sẽ chỉ tên các bộ phận trên người và con sẽ nói nha. Con nói là tiếng Anh hay tiếng Việt chứ? Con sẽ nói tiếng Anh. Sao mà nói tiếng Việt? Con là tiếng Anh đi nè. Để cô sẽ kiếm một cái hình người để cho con là. Đâu rồi nhỉ? Con ghi nhớ nha. Con vẫn nhìn thấy các màn hình đó đúng không? Con ghi nhớ đi, head nè, neck nè, đó mấy cái từ đó. Con nhập con đọc đi, không tìm nữa là con quên đấy. Hình ở đâu nhỉ? Thank you.
later credit for the people. Được chưa? Thanh, con đã nhớ chưa nào? Bây giờ cô sẽ pass cái phần đó ra, cái phần hình ra nè. Được rồi. Đợi cô một chút, con sẽ lưu cái hình này về. Cô, cục ngón có to không? Tôi cục ngón nhỏ với cô. Con lủng long con, nhưng mà con khủng long con là nhớ hết rồi đó. Nó nhớ hết bộ phận cơ thể rồi đó. Không biết là bạn Thành đã nhớ chưa ta. Đó. Cô sẽ chỉ vào các bộ phận ở đây. Và con sẽ đọc cái bộ phận này lên cho cô nha. You ready? Cái này con lấy ở đâu? Lấy ở trên mạng. Nào, con thuộc cho cô Che nè. Cô, chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Hey. Thành. Hả? Miệng đâu? Thế cô đọc bài, thế con không đọc bài thì cô không đọc nữa nhé. Không đọc mà. Con đọc hả? Sao cô không nghe thấy? Đọc to hơn giúp cô nè. Head. Head. Mouth. Mouth. Forehead. Forehead. Lip. Neat. Lip. Neat. P, nó là P cuối á, lip. Good. Hair, look at me. Sao con đứng rồi? Thành quay ra đây cho cô nha. Hair. Tooth. Một cái răng nè. Tooth. Nguyên một hàm gọi là gì? Teeth. Chính xác. We have two eyes. And this is the neck. Không phải. Neck.